giờ là cổ vũ cho các em có thể tự tin hơn để hoàn thành tốt phần thi của mình. Sau gần một tháng nỗ lực tập luyện, cố gắng đổ mồ hôi, có những ngày thức 1-2 giờ sáng của cô lên thăm, những ngày lăn lê bò chuồng trên sân khấu và làm bật chóc những tấm thảm mới thay của trường, chúng em đã có được tốt những chút ít thành quả trong dịch thi ngày hôm nay. Có lẽ đó là một sự đóng góp nhỏ bé, nhưng kính gửi quý thầy cô và các bạn sinh viên những lời cảm ơn đến quý thầy cô vì quý thầy cô đã dạy dỗ chúng em, trau dồi những kiến thức của chúng em để có được kỳ thi ngày hôm nay. Bày tỏ lòng biết ơn đó, tập thể lớp chúng em kính gửi đến quý thầy cô những bông hoa tươi thắm. Xin mời. Và buổi thi kết thúc học kỳ tư của môn thi thuật thực hiện của tập thể lớp K16A xin được phép bắt đầu. Ngày ông đuổi con ra khỏi nhà,
rồi là cũng làm quay đi. Tôi biết con khóc, nhưng nhìn thấy con như thế, làm sao tôi gặp được nước mắt. Con rút ruột kể ra, ông nợ đuổi đi. Ngay cả trời và người cũng không thể tha cho tôi và ông được. Nó xong, nó muốn sống tự lập kia mà. Nhưng nó rất hy vọng vào sự giúp đỡ của bố và mẹ nó kìa. Tại sao lại là bố và mẹ? Ông. Từ 18 tuổi, bất cứ đứa nào cũng có thể trở thành một thành viên của chính phủ. 21 tuổi, 18 tuổi chúng nó đã có quyền bầu cử. Và 21 tuổi, bất cứ đứa nào cũng có thể trở thành một thành viên của chính phủ. Nếu như tôi được phép, thì tôi sẽ ghi thêm. Từ 16 tuổi, tụi nó phải tự đi lao động để kiếm lấy miếng ăn. Có như thế thì mới khá hơn được. Nhưng thằng bắp nít nhà mình, nó vẫn đi lao động. Và hàng tháng thì nó vẫn đem tiền về cho ông đấy thôi. Thế thì nó sẽ sống được. Tôi không chịu đựng ông được nữa rồi đó, La Tông à. Ông đúng là một con người không có trái tim. Bà, tôi không muốn nói chuyện với ông thêm nữa. Nó sẽ không quay trở lại đâu. Không có lòng thương chăng? Tôi không yêu con cái chăng? Và cũng có lẽ nó sẽ không yêu tôi nữa. Và rồi người khác sẽ nói gì? Mà việc này bác cần những người quét vôi, bác cần tiền à? Phải.
Vậy được, cháu sẽ nói ngắn gọn với bác. Nếu như làm theo kiểu hợp đồng thì mất 3 đến 4 tháng. Còn làm theo kiểu tình cảm thì chỉ mất 1 tới 2 ngày là xong. Giá cả phải chăng. Xong rồi thì say goodbye. Thầy, cậu vẫn đảm bảo được việc công tác lẫn nghiệp tư này hả? Tiền của bác, tiền của cháu, ai chẳng muốn. Mà cháu nói thật với bác, không phải bánh mì loại thường đâu, mà là bánh mì quét bơ đó. Xong, mời bác ngồi. Cảm ơn cậu nha. À, mà khi nãy cậu nói thế là tôi không đồng ý đâu đấy. Vì tôi cho là đó là ăn cắp. Bác Lan Tông, sao bác nói cháu như vậy? Cháu không hề ăn cắp, mà nói đúng hơn là cháu lượm. Bởi vì cháu nghĩ để có được bánh mì quét bơ, người ta phải luồn lách những nơi tối tăm, rồi răng lắm. Cháu còn có gia đình, có vợ con, cháu cũng rất cần tiền. Ờ, thế vợ cậu cũng kiếm ra tiền chứ? Cũng không hẳn là kiếm ra tiền, mà nói đúng hơn thôi là lãnh đi. Thế còn cậu, tại sao cậu lại bỏ không làm ở nhà máy nữa thế? Cậu biết vì sao không? Bởi vì cháu nghĩ nếu như nếu như cháu nói cho bác rất dài dòng mà chưa chắc bác đã hiểu. Thôi thì nhậu, à không, nhậu tiếp, rồi cháu sẽ nói cho bác. À, đó là quy tắc người lao động thôi mà. Bác Lân Tông, bác còn rượu chứ? Còn. Bác Lan Tâm, bác biết vì sao không? Bởi vì cháu tìm được một cái hốc. Mà nếu như bác đi câu thì bác biết rằng cái hốc là nơi tập trung những con mồi nhiều nhất. Hồi còn trỏ, hồi còn nhẹ, hồi còn trẻ, cháu thường bị đánh và bác luôn là người che chở cho cháu. Uống chứ bác? Không, cháu không uống. Bác không uống, cháu không dám ép. Nhưng thú thực với bác, rượu là loại thuốc chữa bách bệnh đó bác. Thôi, cậu đi vào trong coi đo đạc tính toán của nhiều đi ngoài. Bác yên tâm, công việc này cháu nháy mắt cái là xong. À, hôm nào bác? À, cậu cứ đi thẳng vào trong, bà nhà tôi đang trong ấy đấy, bà sẽ chỉ cho. Được thôi. Tưởng dễ, ai ngờ vất vả lắm bố ạ. À. Rồi sao, có kịp về làm ở nhà máy không? Dạ kịp ạ, nhưng mà dạo này con phải đến nhà máy sớm hơn một chút thì cô mới nhận hướng dẫn cho một con bé mới vào làm đấy bố. Sao, dạo này cậu lại nhận thêm công việc dạy học nữa à? Dạ không, con tự động nhận thôi, vì nhà máy đang rất thiếu thợ làm dụng cụ giỏi đấy. Thế thằng bé sáng ý chứ? Con nghĩ cậu ta sẽ làm được, con đang cố gắng hết giúp cho cậu ta đấy. À, bố ạ, à, con xin phép bố vào trong nhé. Ừ. À, Pedro này. Dạ. Một lát nữa ra đây nhé, bố có chuyện muốn nói. Dân ạ. Cháu chào bác Lan Tông ạ. À, con Lan ạ, à, cô đến à, rồi ạ. À. Không, không, bác xin ngồi đây. Cháu xin lịch hẹn cho bác. Cháu xin lỗi bác nhé, hôm nay cháu có một chuyện, cho nên đến hơi muộn ạ. À. Thật quá, vì hôm nay là ngày nghỉ, mà vẫn phải phiền cháu. Đến tận thiếu nghỉ ngày nào đâu hả bác? Thầy thương cũng thế. Trong mặt bác có vẻ thân sao quá. Chắc bác thấy tim không được bình thường đúng không? Vì chuyện gì xảy ra trong căn nhà cũng đều đẹp và tim tôi. Thế à? Cháu sẽ đón với bác.
ông ta cũng vô mà. Bác ta nói này, cháu khuyên bác còn phải giữ gìn sức khỏe nhiều hơn và đừng suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến bác. Còn là bà, khi không có thầy thuốc thì con người ta vẫn biết phải làm những gì mà. Bác sĩ thường nghĩ học quá rồi đấy. Đây, cháu sẽ cho bác phá thuốc của tháng này. Bác cho uống đều đặn để giữ gìn sức khỏe nhé. Clava, Clava thân yêu, em đi tìm anh sao? Em đến đây khám bệnh. Khám bệnh? Ai ốm vậy? Anh không thấy đây sao? Bắp La Tông, Bắp La Tông đến thế kỷ 21, bác ấy còn chưa chịu người gửi tiền vào số tiết kiệm. Nếu như tôi còn sống, thì tôi sẽ vẫn cứ tiếp tục gửi. À, Clava, giờ em có thể hiểu được tại sao mỗi lần anh về nhà, anh lại như một thằng say khướt. Tại Bắp La Tông, Bắp La Tông ép anh uống, anh không muốn uống. Nói thế, thế là bác không cần đến cháu nữa hả? Cần chứ, bác sẽ mời cháu uống trà. Bác gọi thầy thuốc lên chỉ để uống nước trà. Thì cũng được chứ sao. Clava, em thấy không, anh không thể từ chối được. Bác ấy mời anh đi vì công việc, và khi anh đến, bác ấy đã bày hết rượu lên trên bàn. Thôi được rồi, xách ngay à. Anh uống đi. Cảm ơn em. Uống đi. Cốc thứ ba. Đây, 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 em lại băng đấy rồi. Xin em hãy yêu anh. Mày biết vì sao anh yêu em không? Vì em đẹp. Vì em vẫn... Thôi thôi thôi, chỉ có ba hoa nữa. Vợ chồng mình cười thật. Lúc nào cũng cãi nhau, nhưng lại chẳng bao giờ rời xa nhau được. Nào, mời các cô cậu qua đi dùng trà. Lan Tân, bác thấy vợ cháu đẹp chứ? Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt. Đúng, cô ấy rất tốt. Nhưng mà cũng có lúc khó chịu lắm bác ạ. Sao? Thế vợ chồng còn hạnh phúc chứ? Thỉnh thoảng cũng cãi nhau, nhưng mà không sao. Cô ấy chịu ơn cháu nhiều lắm. Từ khi cưới về, cô ấy như một con chim non sơ sát. Cháu đã dạy dỗ cô ấy chứ? Đến lúc tốt nghiệp đại học, trở thành một bác sĩ, đâu phải chuyện dễ dàng. Rất là tông ạ. À, chắc có lẽ cháu không ở đây được lâu đâu. Cháu xin phép bác cho cháu về. Ồ, khoan đã, cô Clava. Tôi nghĩ là cô nên ở lại. Vì một lát nữa sẽ có chút chuyện cần cô giải quyết. Có chuyện gì đó bác? Pedro, Pedro à. Dân ạ, bố gọi con ạ. Ra đây bố bảo. Dân ạ. Cô Clava, tôi nghĩ là ba người có chuyện để nói với nhau đấy. Bố à. Đúng đấy Pedro ạ. Chúng ta có chuyện để nói với nhau đấy. Tôi không có chuyện gì để nói với anh. Pedro, con phải bình tĩnh và đối diện với sự thật. Nào anh bạn, lại đây nào, uống với tôi chén rượu. Chưa một mình, xấu quá. Nào. Mời. Tôi không quen uống rượu. Không biết uống thì tranh thủ mà tập uống. Đến lúc cưới vợ rồi, lúc nào cũng có ông công an mặc váy kẹt kèm cạnh. À, tôi quên mất, tôi chưa giới thiệu với cậu. Đây, đây là Clava, cô ấy là vợ tôi. Hai vợ chồng tôi hạnh phúc, phải không em? Anh hồn cái trò ấy đi. Trò gì? Thôi được rồi, chúng ta uống cạn sức khỏe cho cô ấy nào. Xin chào ạ. Anh uống nhiều rồi, thôi đi. Pedro, anh lên tiếng đi chứ. Con không có gì để nói bố à. Nếu bác muốn, cháu sẽ kể cho bác một câu chuyện. Đó là công ty xây dựng số 3. Một anh chàng có một người bạn thích vợ anh ta. Và ngay cả chị ấy cũng có tình cảm với người bạn. Vậy anh chàng này phải làm sao? Anh ta mua vé tàu,
lên công trường đường sắt Ba Ca mua và nói với cô ấy rằng cô đi đi, lên đó đi, một năm sau trở về quỳ dưới chân tôi mà xin tha. Chưa hết đâu, đằng sau bác của cậu còn bất ngờ hơn. Chị ta cầm vé và lên tàu cùng người tình. Vậy anh chàng này một lần nữa phải làm sao? Anh ta đã rũ bỏ mọi thứ, đuổi theo họ. Trong rừng rú tay ta, xảy ra chuyện gì giữa ba người? Họa, còn câu mới biết. Sao? Tôi kể câu chuyện kèm với thành hồ của người được chứ? Được không bác La Tông? Câu chuyện của cậu hay đấy. Cảm ơn bác đã tán thưởng câu chuyện của cháu. Thôi, trở lại công việc. 300 rút, 5 ngày. Cháu biết bác tính toán chậm. Ngày mai cháu sẽ qua, xem bác có đồng ý hay không. Ta về làm cơm ăn. Khoan đã. Pedro, anh còn câu chuyện nào để kể không? Dạ không, con không có chuyện gì để kể bố ạ. Vậy sao? Thế còn lời đồn của người ta thì sao? Rằng Pedro và bác sĩ Clava làm nhau. Hay anh muốn gọi đó là gì thì tùy. Nhưng con yêu Clava bố à? Anh thưa bố. Clava, em phải để cho nói. Anh chịu đựng hết nổi rồi em à. Thật dũng cảm. Bác La Tông, bác nghe con bác nói chứ. Cậu ấy đi. Đây là chuyện nguy cấp. Yêu à? Thiếu gì con gái chưa chồng chứ. Nhưng mà vì thế con không được yêu sao bố? Thế cũng được gọi là tình yêu sao? Yêu mà lại lén lén lúc lúc, yêu mà lại dắt dao vào ngõ hẻm. Cuộc sống sẽ đè bẹp cái thứ tình yêu như thế. Nhưng chính con già tới còn chưa rõ nữa mà. Dừng lại ngã ba, hơn chân đôi ngã chứ gì. Chúng con sẽ suy nghĩ và nhà quyết định sau. Bố hãy yên tâm. Người cố vấn duy nhất trong mọi việc, nhỏ cũng như to, đấy là sự thật. Anh nghe rõ chứ? Sự thật. Dạ. Nếu bố biết sự thật, con sẽ nói lên sự thật. Sự thật là Lava không bị xét gây nữa. Sự thật là Lava yêu con. Sự thật là Lava có hoài bão rất lớn. Cô ấy muốn mở phòng bệnh dành cho người nghèo nhưng cô ấy không làm được. Con đang làm cố gắng tất cả giúp cho cô ấy. Bố cũng muốn biết sự thật nào đây bố? Đi luôn. Con không ngờ bố đã bày ra tất cả chuyện này, làm xấu hổ bẻ mặt cô như vậy đó. Anh đang nói chuyện với bố ở đây. Còn đó, các người diễn tuồng thì vậy, vở hài kịch nào đấy, các người định trêu chọc một thằng say như tôi sao? Xin lỗi, tôi cần tình hơn tất cả các người đó. Tôi muốn uống, bởi vì lòng tôi muốn thế. Mọi chuyện đã dở lẽ rồi, các cuộc đoàn sẽ giải quyết. Bác La Tông, bác sợ sao? Bác là người gian dựng nên vở kịch này, bác phải lại xem đoạn kết của nó chứ. Còn để ngày mai. Ngày mai ra sao? Ngày mai nghĩa là gì? Hoặc cũng có thể sẽ không còn ngày mai. Một quả bom ném xuống sẽ không có tôi, không có Phaedô, không có Lava và thậm chí... Anh thôi đi, anh đi rồi đấy. Phải, đã không thằng điên để mua cho cô chiếc váy da màu đỏ. Cô sướng lắm, cô thì thầm với tôi rằng... Cảm ơn anh. Người lao động chân chính. Cảm ơn anh. Cô nhớ chứ? Tôi nhớ. Lúc ấy tôi học năm thứ nhất, ngày 8 tháng 3. Và tôi được phân một căn hộ. Tôi đã quét vôi màu xanh biếc ra trời. Có đúng thế không? Dạ, hồi đó hôn lên tay anh. Về đâu? Cậu nhìn vào mắt tôi, cậu thấy gì nào? Hai cái mặt trên lớp. Phải, đôi mắt tôi soi mói thật. Ấy thế mà Cla lại nói rằng đôi mắt tôi có màu nắng của dịu dàng. Ngày xưa, hai vợ chồng tôi ước mơ sẽ có một đứa con. Đứa con sẽ rất giống tôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi mới một đôi mắt khác, không còn là của tôi nữa, mà là của anh đó Phaedô ạ. Bởi vì tôi yêu anh Phaedô. Clava, em nói lại một lần nữa xem. Tôi yêu anh Phaedô. Và tôi cũng đã từng yêu anh. Anh đã dọc nét nó, đầu độc nó, còn tôi.
lại chỗ nó và cố gắng cứu lấy nó. Nhưng không, mọi chuyện chỉ ngày càng tồi tệ thêm. Và bây giờ thì cái tình yêu đấy nó đã chết rồi. Chôn nó chỗ nào? Tôi sẽ đêm hả? Nhìn nó lại một cái, tôi sẽ khóc thương, sẽ uống chén rượu đây, sẽ dám lên và đặt cho nó một tấm bia mộ. Tình yêu sinh ra ở nơi nào sẽ chết ở nơi ấy. Đó là trong trái tim. Chà, nữ thi sĩ à? Tôi không ngờ đấy. Hãy câu chuyện làm con đi. Bê! Con ở nhà một mình, nó đang sợ. Con khéo tay thật đấy. Nhưng mà con quanh quẩn trong nhà phải như thế, không thấy buồn sao? Dạ không, con quen rồi bố ạ. Thế công việc chuyên môn của con là gì? Dạ, nghề chuyên môn của con là làm vợ. Sao con lại nói gì thế? Dạ, cho một vài ví dụ thử xem nào. Dạ thưa bố, biết được cách yêu chồng quả là một chuyện không dễ dàng. Lần đầu tiên có người nói với bố như thế đấy. Sao? Con cho một vài ví dụ thử xem nào. Dạ, dạ con sẽ nói ngay. Như con với anh vô, dù trong cơ quan có sẽ làm chuyện gì nữa, anh ấy cũng biết rằng bây giờ đến nhà, anh ấy sẽ nhận được sự thân thiện, ấm cúng và yên tĩnh. Con đã nghiên cứu rất kỹ những thói quen, sở thích
những đôi giày con để nhà con là những công việc đó. Vì anh ấy thích, còn con thì lại xuyên suốt đó. Thế thì Bios may mắn được đấy. Sức khỏe của bố già thế nào rồi ạ? Để con bóp da cho bố nhé. Bố cứ để con. Dạo này con thấy bố ốm đi nhiều lắm. Con phải giữ sức khỏe của mình chứ. Các con cũng đã lớn rồi. Các bố không cần phải quan tâm lo lắng như vậy đâu. Mà bố nè, nếu như mà đàn ông biết được rằng ở hậu phương của anh ta, nghĩa là gia đình, tất cả mọi thứ đâu vào đấy, thì trong công tác anh ta sẽ tích cực hơn. Lẽ ra nên là ra những thủ tục như thế này thì phải. Trước khi xét tuyển một hội đồng tham quan xí nghiệp, không phải chỉ nghiên cứu hồ sơ của anh mà còn phải nghiên cứu hồ sơ của vợ anh ta nữa. Con nghĩ một người vợ ác nghiệt, lười biếng, lượm xộm, người ta sẽ không bao giờ làm tốt công việc của mình. Ngược lại, đàn ông anh ta cũng cần lo lắng, nghĩ rằng liệu nó sẽ là gì. Thôi đừng đòi đi ra, con ngồi xuống đây đi. Bài thuyết trình của con rất là thuyết phục, nhưng bố sẽ khoan vỗ tay vì vẫn còn một số thắc mắc bố muốn hỏi thêm. Thế thì theo con, là một người phụ nữ trong gia đình không cần phải đi làm mà chỉ cần làm tốt công việc hậu phương thôi sao? Dạ thưa bố, xin phép bố cho con được nói thẳng là công việc chính của một người vợ là phải bảo đảm hậu phương. Thế còn việc phụ chồng kiếm thêm tiền thì sao? Dạ, việc kiếm tiền thì rất dễ dàng hơn, chỉ bằng một phần ba so với nỗi vất vả và sự lao động ở xa gia đình suốt thời gian tối. Chỉ có điều có nhiều phụ nữ họ lại không có thời gian mà phải là trộm tuyết để xài dù con một bước. À, bác Riaco có biết chuyện của chú bác Riaco không ạ? Có chuyện gì thì giấu người ta mãi được đâu, ngày mai cháu sẽ là chủ đề. Nó sẽ không quay trở lại. Sao bố biết ạ? Vì bố biết tên nó. Bố sinh ra nó. Chắc là anh Bios về đây bố ạ. Dạ yêu quý, anh về rồi đây. Bố chờ nãy giờ đấy. Bố và anh Bios đang nói chuyện. Con xin phép ngày trong để chuẩn bị buổi chiều ạ. Bios này, dạ, anh sống khá phong lưu đây. Nhà ở, xe hơi, lại cả giả thự nữa. Bố cũng biết là anh có một công việc làm tốt, nhưng không ngờ lại khá thế này. Hãy cố gắng mà giữ lấy. Mỗi ngày làm thêm 1-2 tiếng đồng hồ để giữ vững cái ghế của mình nhé. Con sẽ cố gắng mà bố. Một họa sĩ tài năng và nổi tiếng đó bố ạ. À. Anh Vũ, anh quá lời rồi đấy. Có nổi tiếng khắp thế giới cơ mà. À, còn giới thiệu với cô, đây là bố tôi. Rất thân thành được biết cháu. Mời cháu ngồi. À, cháu đến đây tìm anh Vũ có chút chuyện, rồi cháu sẽ đi ngay. Cảm ơn bác. Thế thì cháu tự nhiên nhé. Anh Bios, sáng nay tôi có đến cơ quan tìm anh, nhưng nó ra ngoài và tôi còn gọi vài cuộc gọi cho anh. Có chuyện gì mà cô cần gặp tôi gấp vậy hả cô Vilia? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện quan trọng thì hãy để giờ hành chánh. Nhưng mà giờ hành chánh thì anh tôi đã... Tôi nói rồi, công việc thì hãy để giờ hành chánh. Ngày mai cô hãy đến cơ quan tôi đi, tất cả sẽ được giải quyết. Anh Bios à, chuyện này không thể để sang ngày mai. Tôi đã nói rồi. À, bây giờ cũng sắp tới bữa rồi, mời cô hãy ở lại dùng bữa với gia đình tôi luôn chứ. Tôi không đến đây dùng bữa. Cô Vilia, có chuyện gì mà gấp thế? Ngồi xuống uống ly nước đã. Thấy cháu tìm nhà Bios, có chuyện gì thế? Cháu đang tìm nhà. Tìm nhà? Cháu đang sống một mình à? Cháu đang sống với bố mẹ, nhưng theo bác biết đấy, là một nghệ sĩ.
giáo, yêu mến sự tự do. Nói theo hoa ra, Biot và bác là công việc phân phối nhà sao? Anh Biot là một trong số hàng trăm người chịu trách nhiệm cho ý kiến về việc phân nhà đó. Hàng trăm người? Tức là cháu đã vượt qua chính cánh cửa kia rồi. Dạ không, anh Biot là cánh cửa bên phải và cháu phải gõ cánh cửa ấy đầu tiên. Vậy cụ thể thì cô cần gì nào? Cần anh giúp cho về vấn đề nhà cửa. À... không phải là theo nghĩa tương lai tương sang, mà một nghĩa cụ thể hơn, sờ mó được. Theo hồ sơ của cô thì tôi cũng nhận thấy rằng cô xứng đáng được phân nhà rồi đó. Xứng đáng? Tôi đã bằng lao động để đoạt được quyền có nhà để ở. Tôi không thích dùng từ xứng đáng. Trong cái từ ấy nghe có dư vị đắng đắng thế nào. Vậy sao? Bằng lao động mà đoạt được quyền nghe đúng hơn thật. Vậy thì cô cứ yên tâm là cô đã có trong tay một căn hộ rồi đó. Nhưng tôi chỉ dám hứa rằng căn hộ chỉ có một phòng mà thôi. Tưởng là thúc nước, ai ngờ nghĩ là bút bụi. Rồi trong năm nay công trình sẽ được xây dựng ở khu cực lạc nào vậy? Khu đường Cà Sơ. Không còn miếng đất nào khác nữa à? Đáng tiếc là không. Những ai sẽ ở trong những căn hộ đó? 200 căn hộ, tất nhiên là 200 gia đình rồi. Nói một cách chính xác luôn, thì vì một chữ ký của anh mà khiến cho hàng ngàn người dân họ sắp bị kết án khổ sai đấy. Cô đã hết sức thông minh. Anh thừa biết là đường phố Cà Sa Lóc không thích hợp để xây khu dân cư. Còn tôi thì thấy đó là một nơi hoàn toàn lý tưởng đấy chứ. Lý tưởng? Nếu xây khu dân cư ở đó thì phía sau sẽ là một dãy các nhà máy liên hồi nhà khói cùng những tiếng ồn khó chịu. Anh coi đó là lý tưởng. Và theo tôi được biết thì sắp có một dự án cầu đường chuẩn bị khởi công và xây dựng sẽ hoàn thành trong 5 năm tới. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến khu dân cư đâu. Chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi lại biết chuyện đó. Anh quên bố tôi là ai à? À, nhưng mà thưa cô Vilia, ở thành thị thì chỗ nào cũng có khói bụi, chỗ nào cũng có tiếng ồn hả? Anh biết, anh không hợp vào giai một viên chức ngay thở đâu. Chào bác. Dạ. Tôi có một món quà muốn dành tặng cho anh. Công trình đó, hay nói đúng hơn là về việc xây dựng công trình đó, được chứ bố?
Anh nói toạc ra như thế có phải hơn không? Anh là người thông minh. Vậy bố hỏi, có phải anh cũng có khí và viên bản xác nhận là có thể xây nhà ở đường phố Casalot đúng không? Dạ, không có tí. Chức trách của anh đây à? Và nếu như anh không ký thì người ta có xây không? Cũng có thể là người ta không xây. Thôi nào bố, bố còn câu hỏi nào khác không? Có. Vậy tại sao anh vẫn ký? Bố à, mọi chuyện không đơn giản như bố nghĩ đâu. Bây giờ nha, ví dụ như con cho xây dựng công trình đó ở một nơi khác xa hơn chẳng hạn, thì công chuyên chở vật liệu sẽ tốn kém hơn, thời gian cũng sẽ bị kéo dài hơn. Ở đây chúng con cũng quyết định về thời hạn cho bố à. Nhưng bố biết sao không? Sau khi công trình đã hoàn tất, nó sẽ tạo ra một tổng thể kiến trúc nhất định cho con đường Casalot đó bố. Nhưng đây không phải là khách sạn, nơi người ta ở ít ngày rồi lại đi. Đấy là nơi ở của hàng trăm gia đình. Trong căn hộ ấy, biết bao nhiêu con người sẽ được sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết. Ý thế mà các anh chỉ nghĩ đến công vận chuyển, đến kế hoạch, đến hoàn thiện đường phố Casalot thôi sao? Bố à, nhưng mà bây giờ đã không chịu nổi gì từ tiếng ồn của nhà máy, ít lâu sau lại thêm cái cầu, xe cộ qua lại, thi nhau nhả khói, suốt ngày gào rú. Nhưng mà phải 5 năm nữa thì công trình đó mới được xây dựng mà bố. Nhưng sau đấy 5 năm, những người sống ở đấy họ sẽ than phiền. Và họ sẽ tại sao, lý do tại sao lại có người lựa chọn đường phố Casalot làm nơi địa điểm xây dân cư. Và họ sẽ tìm ra được nhiều điều, và trong đó có cả chữ ký của anh. Nhưng mà 5 năm nữa thì chưa chắc con còn ở vị trí đó. Có lẽ là con được chuyển sang một chức trách khác được cũng nên. Hơn nữa, cũng không ai rảnh rang mà bơi móc ra những chuyện như vậy đâu bố à. Mà ví dụ như là có đi, thì con cũng bị khiển trách là cùng chứ gì. Có như vậy thôi. Anh có yêu đất đai, yêu con người và yêu nhà nước của anh không? Bố à, nếu như những câu hỏi như vậy từ người khác phát ra, nhất định con sẽ không tha thứ đâu. Vậy anh có biết kẻ nào làm hại đất đai, con người và nhà nước nhiều nhất không? Đó là những kẻ tạm bợ nhỏ nhoi. Nhưng mà con thì có liên quan gì tới chuyện đó chứ? Có chứ. Vì trong con người anh cũng có một kẻ tạm bợ đang đục khoét. Sau đây 5 năm, có thể tôi sẽ không ngồi ở cái vị trí ấy nữa, và người khác sẽ chịu trách nhiệm thay tôi. Đó là lý lẽ của bọn tạm bợ. Chúng làm điều sang bậy, chúng bôi bẩn, làm đảo lộn tất cả mọi thứ, rồi rời sang cương vị khác. Hoặc là người khác chuyển chúng đi, hoặc là chúng xin đi, gây nên tất cả mọi chuyện, vẫn trở thành người trong trắng. Không thể thế được, phải chịu trách nhiệm từng năm, từng tháng, từng giờ là công tác. Nếu như anh có chết đi thì những kỷ niệm về anh phải chịu trách mọi trách nhiệm thay anh. Không thể khác được. Nói như bố thì tất cả những việc làm vặt đều phải được đưa ra tòa cả. Những người thuê nhà hay còn có thể gọi họ bằng cách khác, vì chính họ đã đóng thuế để các anh được học đại học. Ấy thế mà sau khi học xong, các anh lại đẩy họ vào đường phố Casalot, nơi ồn ào và mỹ. Kêu kiệt, mặt họ hay những cái bằng ống sắt nằm lăn lóc, than kiểm hay những bao xi măng bỏ ướt ngoài trời mưa, cô cảm thấy xót ruột lắm. Cứ như những thứ ấy là của mình vậy. Tất cả những thứ ấy là của chúng ta, là của chung, là của nhà nước. Chúng ta muốn có một cuộc sống đầy đủ ư? Vậy thì từ nhà máy, cột rơm, chiếc đanh, viên gạch chúng ta đều phải bảo vệ. Phải biết tiết kiệm, không được hoang phí, không được thả di. Phải biết keo kiệt và làm đúng với chức trách của mình. Không thể khác được. Bố à, tranh luận như vậy là đủ rồi đó bố. Đủ rồi sao? Bây giờ vẫn còn kịp. Anh hãy viết thư đi. Viết thư gửi đến nơi nào anh cảm thấy cần. Hãy viết rằng tôi đã mắc phải khuyết điểm, rằng tôi đã sai lầm khi lựa chọn đường phố Casalot làm địa điểm xây dựng khu dân cư. Viết và gửi cho người khác, người ta ngay lập tức.
Ơ kìa bố, nhưng mà con phải viết gì đây? Hãy viết rằng địa điểm ấy không thể xây nhà cho dân ở được, và hãy chứng minh tại sao. Bố à, con không thể làm như vậy được. Bởi vì người ta đã đầu tư vào đó hàng trăm ngàn rốc rồi. Bố cũng nói với con rằng chúng ta phải tiết kiệm. Nhưng mà bây giờ bố đành lòng nhìn hàng trăm ngàn rốc bị lãng phí một cách vô ích như vậy sao? Hơn nữa, cũng không ai cho phép chúng ta làm chuyện đó cả. Nhưng bỏ ra hàng triệu rốc để xây một khu chung cư cục tế với nhà tù thì sao? Con số 1 triệu còn là con số lãng phí hơn thế nhiều. Hay là chưa kể, đó là sự không tôn trọng con người. Chính vì vậy, trong khi còn chưa muộn, con hãy ngồi xuống và viết đi. Nhưng mà tại sao bố lại có quyền kiểm tra công tác của con như vậy chứ? Vì tôi là bố anh. Nhưng con đã trải qua cái thời hoàng khăn đỏ từ lâu lắm rồi. Nhưng sẽ không bao giờ anh hết tuổi làm con tôi. Người ta gọi anh là Bios Platonovic, nghĩa là Bios, con Platon. Vậy thì ông Platon phải chịu trách nhiệm về anh, về những công việc mà anh đã làm, không thể khác được. Hơn nữa, tôi không cho phép anh bôi xấu danh dự của dòng họ, anh nghe rõ chưa? Không thể làm cái gì bố cả. Vậy thì anh hãy viết đi. Được, con sẽ viết. Và khi con viết thì người ta sẽ điều tra. Và khi người ta biết đó là sự thật thì con sẽ bị sa thải. Rất đáng tiếc, nhưng rồi anh sẽ tìm được công việc khác thôi. Bố à, ở vị trí của con không đơn giản mà dớ được đâu. Cũng đành chịu chứ sao. Rồi con cũng sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng. Nhưng bố nhắc lại một lần nữa, cũng đành phải chịu. Đúng rồi. À, bố ơi, nhà nước người ta cũng đã có đủ các cơ quan để điều tra và quản lý rồi kia mà. Cán bộ nhà nước hàng triệu người, làm sao thay đổi sự. Còn tôi chỉ có 3 người con, tôi phải nhìn thấy và theo dõi từng đứa chứ. Từ xưa đến nay, người làm bố bao giờ cũng thế cả. Con phải nghỉ giải lao 5 phút. Anh hãy viết đi, chúng ta nghỉ. Nhưng mà con phải viết cái gì đây? Hãy viết rằng tôi Bios Platonovic xin tự thú nhận. Này, con xin bố đó. Xin bố hãy viết giùm con đi. Anh phải viết. Ngày nào anh còn là con tôi thì anh phải viết, nghe rõ chưa? Sai lầm khi lựa chọn đường phố Kasalov làm địa điểm xây dựng khu dân cư. Cảm ơn bố nhiệt lắm.
gia đình ta đã đền bù, anh cũng đã trở về. Anh đi ôn hả bố? Nó đã chuyển về đây công tác. Thế còn chị Lida thì sao? Lida cũng đã tìm được việc làm để không phí mất mấy năm đại học. Sao Olia không về với con? Còn tính là thứ bảy tuần tới sẽ đưa cô ấy về đây. Tối nay gia đình ta phải có một buổi tiệc thật hoành tráng để mừng cho sự đoàn viên. Bố phải làm một chuyện. Bố đi đâu thế ạ? À? Để con đưa bố đi nhé. Thôi được rồi, bố tự đi. Bố phải qua nhà lão Rico mời ông ấy qua đây cho bằng được, để chứng kiến gia đình ta là một gia đình hạnh phúc. Vâng. Cha cũng còn đây. Bố đi cũng xin về. Con cảm ơn bố. Thank you.
con về. Em tính là cứ bạn tôi tới sẽ đứng lấy về đây đấy. Nhớ đó nha. Pedro sắp có giờ rồi đấy. Năm nay thôi mà mình chưa chắc đâu. Chưa ai để ý cả. La Tông. Ở trên đó làm La Tông. Các con và sư bố thế nào đây? Bố. Ôi bố. Thank you.
cứ để đó cho tôi. Ông nghỉ ngơi một lát đi, tính toán mãi ông không thấy mệt sao? Bà nói những con tính cứ nhảy lung tung, tích tắc trong tay là những con số, mà con số là tiền, tiền đó. Tôi không biết bao nhiêu tiền, nói chứ ông bao giờ có đủ để thỏa mãn cho ông. Nhà chúng ta đã có quá nhiều rồi. Bao nhiêu cho đủ? Làm gì biết cũng phải, nhưng mà sao? Chúng tôi mang những gì cho người bà cũng phải thôi. Hôm nay bà nói hơi nhiều đấy. Nhà tôi không thích người chết như vậy. Có thằng nào trên đời này dám khẳng định rằng sống mà không cần tiền đâu, mà dù cho có tiền không biết giữ gìn, làm cho nó sinh sôi nảy nở, không đáng để có nó. Bà có biết chỉ cần sơ hở và ngu muội thì dù cho có một sản nghiệp to lớn cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Sụp đổ trong chớp gia đình tan nát. Hôm nay bà làm sao vậy? Cứ như là kẻ bồng vua ấy. Không nói vậy. Bà mở cho tôi hai cây đèn. Sao lại sang dựng? Bà nói năng gì đấy? Gia đình, họ cũng phải cứu sống gia đình của mình. Cứu sống chồng của họ, không có chuyện gì chuyện ngoài. Gia đình không có cái gì đây. Đó là việc của họ, liên quan gì đến bà? Việc của bà chăm sóc tốt gia đình và các con. Zero gặp tôi. Kichiji. Dạ. Kichiji đâu rồi? Dạ, ông gọi con. Cậu hai mày đâu? Dạ, cậu hai trên mái nhà ạ. Trời nắng như thêu như nốt. Nó ngồi trên đó sẽ bị cảm nắng mất. Mai như sister xuống đây. Dạ. Thằng này nè. Dạ. Sao cô hai mày trèo lên đó được? Trèo từ mái nhà kho lúa lên nè. Lần trước tao bảo mày lấy dây thép quấn quanh mái nhà kho lúa lại, mày không làm sao? Dạ, con đã làm đúng như lời ông dặn ạ. Vậy thì tao không hiểu tại sao cô hai mày trèo lên đó được. Mái nhà bằng đá nóng như thế. Mày cứ xuống đây. Dạ.
không hiểu nổi. Mọi người chỉ biết ngồi đấy than vãn cho số phận, mà không tìm cho mình lối thoát, để cứ lầm lũi đi trên con đường tăm tối. Trách người này, trách người khác. Họ nói ta xấu, vì họ đã sống tốt chưa? Để lòng mình mềm yếu trách tình cảnh, đồng nghĩa với tự sát. Có ai cho không ai cái gì mà không phải đánh đổi. Gây thật giật cười. Tại họ ngu, tiền không biết giữ. Bất kỳ sao, đừng trách trời với đất, mà hãy tự trách chính bản thân. Giờ cha con ta chỉ có thời gian nói chuyện với nhau. Ta để con nghỉ ngơi một vài hôm, sau đó mới bàn bạc công một số vấn đề. Lại đi ngồi với ta nè con trai. Sắp đến giờ cơm rồi, ta đã bảo thằng Kiji lên gọi anh con xuống. Hôm nay trong bữa cơm cha muốn phải có mặt đầy đủ mọi. Dạ thưa cha. Sáng nay cũng gặp một người bạn Kadesaki có nhà ý muốn mời con về làm ở bệnh viện. Con đang định thương chuyện với cha. Dạ... Không, việc đó không cần thiết. Cứ nghỉ ngơi một vài hôm sau khi tốt nghiệp. Việc của con sắp tới, cha sẽ lo liệu. Cha, đấy là một cơ hội. Vì sau khi con tốt nghiệp thì đã có ngay việc làm. Thế chẳng phải quá tốt sao ạ? Việc con học bác sĩ là ý muốn của con. Và cha cũng muốn trong gia đình có một người hiểu biết để giúp đỡ mọi người. Cha đã chiều thương ý con. Đó không có nghĩa là làm ý con mãi. Không thể biết là đúng rồi. Đã đến lúc con cần phải trở về nhà giúp cha. Con hiểu chứ? Cha phải nói làm sao để con hiểu đây. Sản nghiệp nhà ta đang ngày càng một lớn mạnh. Mà con thấy rồi đó. Anh con từ lúc tỉnh lúc mê, đầu óc nó bây giờ không còn tâm trí nào để gánh vác nổi nữa. Vậy theo con, cha phải tin cậy vào ai đây? Nhưng mà cha, công việc đó con... Con không biết chứ gì. Được rồi, vậy thì ngày mai đi theo cha ra công sở và bến tàu, ta sẽ chỉ dạy cho con từ từ. Giờ đây ngoài con ra, cha không tin cậy vào ai cả. Cha, con biết bây giờ con có nói gì đi chăng nữa thì cha cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Nhưng việc trước mắt con muốn gia đình ta phải làm là nên chữa trị nó Yoshitaro hả cha, nên đưa nó vào bệnh viện, không thể để nó ở nhà mãi được. Bệnh sẽ ngày một trầm trọng thêm đấy cha. Nó không bệnh gì cả. Đó chỉ là do trùng tính nhập. Nhưng sẽ có lúc mà mang thì có thần thánh. Cha, sao cha lại tin vào chuyện ma quỷ thần thánh chứ? Thời buổi bây giờ, người ta đã tin vào khoa học. Có bệnh thì phải chữa, nhưng chữa thì phải đúng cách và đúng theo phương pháp trị liệu mới được cha. Shiro, con nói năng cẩn thận. Con đang nói chuyện với cha đấy. Chuyện của Yoshitaro cứ để ta lo. Việc của con là làm theo ý của ta muốn. Cha cho con ăn học mà không cho con làm thì những năm tháng con đi du học có ích gì thưa cha? Nhưng hoàn cảnh nhà ta khác. Cha đã suy nghĩ rất nhiều để chờ đợi con trở về. Con có biết là sản nghiệp nhà ta đang ngày càng cuộc lớn mạnh. Cha thì quá mệt mỏi. Shiro, hay là con phụ giúp ta trong công việc kinh doanh, đồng thời cũng là bác sĩ cho gia đình ta thôi. Như vậy con cũng có thể chữa bệnh được cho anh con vậy. Cha, bệnh của anh ấy không thuộc chuyên khoa của con, mà cần phải đưa anh ấy vào bệnh viện. Hay đúng hơn, cần tìm đúng bác sĩ để chữa trị cho anh ấy. Vì theo dõi cái tuần đây, con nghe đấy đang mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Hay nói đúng hơn, anh đang sống trong ảo giác và quan tưởng đấy cha. Luôn có cảm giác nhìn thấy người mà anh ấy muốn nhìn thấy. Chính vì vậy, nếu như bệnh ngày càng trầm trọng thì anh ấy có thể làm nguy hại đến tính mạng của mình đấy cha. Thôi đủ rồi, con đang nói sự việc đã xảy ra quá lâu. Nó chỉ thích trèo lên mái nhà và ở yên ở trên đó. Cha sẽ cho thằng Kiji cho anh con đưa vào bệnh viện để những thằng như anh với ngài là điên à. Cả đảo này sẽ cười vào mặt ta sao? Cha, Kiji đã gọi cô hai mình xuống ăn cơm chưa?
con lên gọi nấy. Trước đây không phải là một tiểu thư đại khác mà là anh đứng đi. Hoàn cảnh
nghe hai từ đó từ cha tôi, mẹ tôi, các anh và tất cả mọi người. Tại sao lại chẳng ai hiểu cho chúng tôi vậy? Tôi ghét hai từ đó. Cậu hai bình tĩnh. Kể từ khi bị ông chủ giết hại, chiếm toàn bộ tài sản, thật là bi thảm. Nhưng không lẽ ông Bi trả thù tôi bằng cách này sao? Còn gì đau đớn hơn nhìn thấy cô ấy như thế chứ? Cậu hai à, có khi cô ông Bi có nỗi khổ riêng thì sao? Em đừng xin tôi với anh, điều đó khó nghe lắm. Em chẳng là em, chẳng là ưng đi trong sáng trong mắt anh mà. Trong sáng? Em đừng như vậy mà, anh đau lòng lắm đó. Chúng ta có những chuyện không? Ta hãy bỏ qua quá khứ để làm lại từ đầu. Bây giờ thì anh không còn hèn nhát nữa. Cha anh sẽ không nâng cấm tình yêu này mãi được. Tại sao em lại né tránh anh? Anh biết hai gia đình chúng ta có xích mích, nhưng không vì vậy mà làm ảnh hưởng tình cảm của hai ta. Điều gì đã khiến em nói lời như ta? Em nói đi Hương Mỹ. Có những điều em nói được bằng lời anh là. Tại sao em không tin anh? Anh đã bảo là em nói gia đình em rời đảo đi, vì cha em sẽ không bao giờ đấu lại cha anh đâu. Vậy tại sao lúc đó anh không cho em biết là có chuyện gì đang xảy ra? Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng Hương Mi à, hãy hiểu cho anh, tình cảm của hai ta, anh không thể sống thiếu em được. Hương Mi à, đừng bỏ anh nhé. Cô chấp nữa có được không? Đừng đặt anh vào một tình huống mà chính anh cũng gây rất không yên. Đó là điều gì Hương Mi? Nói đi.
có yêu anh không? Chị thì phải làm theo lời anh. Chúng ta mau rời khỏi đảo. Đó là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu này. Tại sao? Tại sao lại không thể? KGC này. Ra. Ra đây tôi bảo. Cậu ba gọi con. Anh không cần phát lệ. Không cần phải lấy ý tôi đâu. Dạ. Tôi muốn hỏi anh một số chuyện về anh trai tôi. Dạ. Con không biết gì đâu. KGC. Anh sống trong nhà này lâu như thế. Ác hẳn mọi chuyện. Anh phải biết chứ. Ba đi du học, nhà ta xảy ra nhiều chuyện lắm. Cậu hai thường tranh cãi với ông chủ, có lúc tranh cãi về gia đình ông Yamada nữa. Tranh cãi về việc gì? Dạ, con không rõ. Hình như là việc thách đấu làm ăn gì đó của ông chủ. Có gì sẽ làm thế nào? Cụ thể thì con không biết. Nhưng hình như gia đình ông Yamada thua cuộc. Sự thất bại đã làm ông ta mất danh dự và tự sát. Người vợ buồn khổ cũng treo cổ. Và ngay cả cô Mi cũng tự tử. Gia đình thật thảm hại. Hãy lấy chứng kiến hết tất cả mọi thứ rồi. Dạ không, bác Cano cũ kể lại cho con. Còn lúc cô Mi thực tử chết, có mắt con đó mà. Rồi anh tôi, lúc đấy anh như thế nào? Lúc đó cậu hai như thế lắm. Không nói chuyện với ai. Lúc mê mê, tỉnh tỉnh. Mà nhất là cậu hai thường tránh né ông chủ, như sợ hãi điều gì đó. Vậy thì từ khi nào anh ấy hay trở lại mấy nhà vậy? Khoảng 3, 4 tháng gì đó. Mà cậu hai cư xử lạ lắm. Cậu ba biết không, nửa đêm con giật mình tỉnh giấc, thấy cậu hai nói chuyện với ai mà con chẳng nhìn thấy ai cả.
Và lúc đó chồng cậu hai vui vẻ, hạnh phúc lắm. Nhưng mà trước thì chỉ có đêm thôi. Bây giờ ban ngày cậu cũng treo lên. Còn gọi cả thần thánh, và đáng sợ nhất, gọi cả thần chết mới đáng sợ. Trần Nizamani, xin người đừng mang nàng đi. Đó, đó, cậu ba biết không, mẹ thần thánh, cậu hai còn quen. Thần Combira, cậu hai còn sáng mãi. Để thôi, thế mãi không được. Dạ, lúc nãy tôi chỉ cho lấy uống thuốc an thần thánh thôi. Nên chỉ chết người được vài giờ. Nếu mình bệnh đau nặng, nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Thế tôi nghĩ, tôi phải đi ra ngoài một chút. Dạ, không khéo, tối nay nó lại có nhà, tôi xỉu lắm. Dạ. Nếu như cha tôi có hỏi, thì nói là tôi ra ngoài một chuyện, tôi sẽ quay trở lại ngay. Dạ. Con chào cậu ba. Thằng Yamani, đừng mang nàng đi, đừng mang nàng đi mà. Yamani, Umi, đừng đi, Umi. Vừa mới nghe tiếng thét của nó. Dạ, lúc nãy cậu hai mới sạc, con đã đưa cậu hai vào phòng rồi ạ. Còn cậu ba về đâu? À, cậu ba có nhờ con nhắn lại với ông rằng cậu ba ra ngoài công việc. Đến giờ cơm rồi mà còn đi đâu, chẳng phép tắc gì cả. Còn Yoshinado nữa, ta đã nói rồi mà. Trời nắng như thế, ngồi trên đó không sốt thì mới sáng làm sao được. Nó định làm khổ cha mẹ nữa đây. Kichiji. Dạ. Tối nay, đóng cái phòng lại cho ta. Ông ơi, nhưng mà làm như vậy có bất nhân quá không ạ? Cậu hai con có hiểu gì đâu. Ta đã lỡ bảo là một cái hàng rào bằng tre, không có treo, không cho nó là trèo lên đó được mà. À, ông còn nhớ ngay cái đền hot xe, cậu hai con trèo lên mà không cần một cái thang nào đâu. Chứ đừng nói, đối với một cái mái nhà là điều quá dễ dàng với cậu hai. Con xin hứa với ông là cậu hai bị ma ám, không có gì có thể ngăn cản cậu hai. Nó làm phiền tôi đến chết. Báo chủ này, con nhớ hồi trước, trước cổng nhà mình có cây tóc trên nước phải không ạ? Phải. Đó là một cây cao nhất hòn đảo. Một hôm, bỗng nhiên Yoshitaro lại trèo lên đó và ngồi lơ lửng thường lệ. Từ trên cao xuống đất, ít nhất 90 bộ. Bà nhà mày cứ tưởng cậu mày không trèo xuống được. Vậy mà một lát sau, nó trèo xuống toàn thay. Kỳ diệu, và đúng là phép nhiệm không? À, Kichiji này. Dạ. Tao nhớ mày có nói mày biết bà ta xuất cư, bà ta viết một bài đồng rất giỏi đúng không? Dạ, đúng ạ. Cho mời bà ta đến đây. Dạ. Con chào ông. Ăn uống thì nói nữa. Thằng Yoshitaro thì lên cơn, Shiezero thì đang ngoài sức không xin phép ai cả. Phải dẹp hết đi. Dạ. Vậy để tôi dò xem thằng Yoshitaro thế nào. Dạ, thưa ông, bà Tosaku đã tới ạ. Mời bà ta vào. Chào. Chào bà. Mời bà ngồi. Trời đẹp đấy chứ. Hôm qua chồng bà đánh lưới được nhiều không? Chỉ một ít thôi. Hết mùa rồi mà. Ông xin lên. Mời bà dùng trà. Chuyện đó không cần thiết. Tôi kêu bà đến đây để nhờ bà giúp tôi.
bộ. Vô sinh nhật, vô sinh ta đôi nhà tôi nó cứ lên cơn sốt. Nó làm việc tôi đến chết mất. Lúc đóng cửa nhốt nó lại, thì nó như một đứa chết rồi. Đến khi thương hại thả nó ra, thì nó lại trèo lên mái nhà. Nhưng nó chẳng làm việc ai cả. Nhưng nó làm việc đến chúng tôi, thôi cứ mãi trèo nó lấy. Thật là quá. Thật là ê chề, bọn em cứ mãi trèo lên nó lấy. Nhưng mà cậu ba, con trai của ông, cậu C0 xuất sắc ở nhà trường. Chắc hẳn đó là niềm an ủi của hai bà. Phải. Nó là một trò nhỏ, là niềm vinh hạnh gia đình tôi. Nếu cả hai đứa đều biết, tôi chết. Sự kê này, ngẫu nhiên dù có một bà đồng lãnh đạo, bà con rất giỏi. Ông có muốn bà ta dự bệnh cho cậu đưa sinh ra không? Đó chính là lý do mà tôi mời bà đến đây. Vì trước đây, đã nhiều lần tôi cúng giái, chẳng có chuyện gì cả. Bà đồng này, thần thần cơ đi ra. Người ta bảo thần nhập vào bà nên những buổi thương đồng của bà linh ứng không hết. Tại sao ông thường triệu bà ta đến đây làm sao ạ? Được, bà ta lấy bao nhiêu? Chỉ khi nào con bệnh khỏi bà ta mới lấy tiền. Nếu cậu Yoshitaro khỏi, ông muốn cho bao nhiêu là tùy tâm. Thật xưa Zero nhà tôi không tin được những chuyện đồng cốt ấy. Nhưng cứ để cho bà ta thượng đồng với một lần sẵn sàng. Chị, xin phép ông được gọi bà đồng đến đây ngay ạ. Dạ bà. Cậu Yoshi, hãy ở lại đây một chút. Thằng Yoshitaro nó sao rồi? Dạ, con nó ổn định rồi. Nhưng mà dường như bệnh của con ngày càng nặng. Trên cái tình trạng này kéo dài thì con sẽ ra sao? Với con. Bà yên tâm đi, bà không cần phải lo nữa. Tôi đã cho người mời bà đồng đến đây. Bà đồng cũng như chửi được chứ. Ông đang bị thần thánh thế nào? Thằng Yoshitaro vẫn từng bảo nó hay nói chuyện với thần công Mira. Bà đồng này là tín đồ của thần công Mira. Như vậy bà ta sẽ chữa bệnh được cho nó. Ông chị Suke, dạo này cứ thấy trong lòng mình lo lắng buồn. Đêm thì cũng không được. Mọi khi nhắc lại là thế. Bà thấy gì? Có khi nào cần thấy hối hận vì mình đã làm một chuyện thiếu lương tâm. Bà chỉ nói nhảm. Việc gì phải không? Tất cả mọi chuyện cùng đều tính toán kỹ lưỡng như những công tính. Nhưng bà vẫn chưa trả lời tôi. Bà nằm mơ thấy gì họ bất an. Không nghĩ được đến đâu. Tôi không cần phải trả lời bà câu hỏi đó. Vì
chuyện đó không phải là chuyện của bà. Chuyện của bà là ở cái shop bếp kia kìa. Ta sẽ gặp quả báo. Quả báo gì? Ông không thấy sao? Thằng Yoshitaro thì ngày càng bệnh nặng. Chiyo lúc nào cũng giấu mình trong phòng, không chịu nói chuyện với ai. Nhà chúng ta đang có chuyện khác thường, ông không thấy sao? Không, đó chỉ là do bà quá nhạy cảm. Ông quá lạnh lùng đến nỗi còn quan tâm đến ai ngoài chị. Chiyo, tôi cảm thấy sợ lắm. Thôi đi, hôm nay bà hơi quá đáng rồi. Bây giờ hãy dọn dẹp lại đây này và chuẩn bị đón khách. Cảm ơn bà đã giúp gia đình tôi. Đã hết việc rồi, tôi xin phép ông ạ. Mời bà. Kichiji. Dạ. Mời bà Đồng vào đây. Dạ. Tsushima Yisuke, rất hân hạnh được đón tiếp bà. Chào ông Yisuke. Thằng con trai nhà tôi quả là một điều bất hạnh của gia đình. Ông chẳng cần lo gì cho cậu ấy. Với sự phù hộ độ trì của thầy, ta sẽ chữa khỏi cho cậu ấy nhanh thôi. Nhờ bà. Thank you.
tôi đã ăn cậu đó, Yoshita. Tôi không chọn tình sắc sao, là mê hồn. Ta sẽ giết nó. Ta đã không có mi rai. Con trai trưởng trong gia đình đã bị trùng tình ám. Hãy treo nó lên cây, đã hùng xanh hùng khói để trục xuất con quỷ đó ra khỏi. Nếu như các người không nghe lời ta, tất cả các người sẽ bị trừng phạt. Đừng cãi nhau nữa, sẽ có nhiều người chết đâu.
Bé Nhi mày chết đó. Bé Nhi đâu? Để lúc thang với con. Bây giờ lo cho anh con trước đã. Mẹ, mẹ phải để cho con nói. Để cho cha thấy được cái sai lầm của mình. Nếu không sẽ chẳng bao giờ cha để cho anh con đi chữa bệnh đúng nơi đâu. Sai lầm. Con đang quá nông nổi và hỗn hào. Ta cho con đi du học là về đây để dạy đời ta hay sao? Cả đời ta chỉ lo lắng cho gia đình, như vậy là sai lầm mà. Thành gãy chân, hỉ mũ chưa sạch mà về đây dạy đời ta sao? Thưa cha, con không dám dạy đời cha. Nhưng cách làm ăn kinh doanh của cha và đồng tiền khiến cho cha không còn nghĩ đến ai cả. Cha đã làm hại biết bao nhiêu gia đình, nỡ giết chết một tình yêu trong sáng. Chỉ vì danh vọng và tiền bạc, cha bất chấp thủ đoạn để chiến thắng và hả hê với điều đó. Để rồi giờ đây, cha thấy không, anh con có trở thành một con người ngu ngơ như vậy đó. Tất cả là tại cha, chính cha đã biến anh ấy thành người thấy. Đừng đi! Ta không cho phép con nói những điều nghịch lý. Những kẻ ngu xuẩn kia đã chết vì họ không đủ bản lĩnh để sống. Danh dự đã làm cho họ xấu hổ và tự kết liễu đời mình. Vậy thì U Mi, cô ấy có tội gì chứ? Tại sao cha lại đẩy cô ấy vào nhà thổ? Cô gái ngây thơ trong sáng đã phải tự giỡn để giữ lòng trinh bạch và để chứng minh cho một tình yêu chung thủy. Sao con lại biết chuyện này? Ông sợ rồi ư? Làm của ông đã gặp quả báo. Ông nhìn tiếng con ông như thế nào? Tôi nói rồi mà ông không nghe. Ông tỉnh tâm thương. Anh à, anh à, nó là chạy mái nhà nữa. Kim chi gì đâu? Nói cô hai mày lại, nó điên rồi. Chính ông mày điên đâu? Chính tiền bạc địa vị danh vọng khiến ông điên lại và sống không còn có tình người. Chính ông mới là người cần phải chữa bệnh vì tâm ma cho con người của ông luôn dùng ông làm điều ác. Ông sẽ gặp quả báo. Anh à, đừng, Yoshitaro, đừng anh. Trên dưới nào? Anh ơi! Yoshitaro! Yoshitaro! Đừng con! Nhìn chưa kìa! Ông giết con ông rồi! Yoshitaro.